chuyên mục review. Mình biết là có rất là nhiều anh chị trên TikTok Shop á, thì muốn một cái máy in đơn hàng mà có chức năng in Bluetooth. Bởi vì sao? Khi mà một cái máy in có chức năng in Bluetooth á, thì các anh chị, các bạn có thể là in trực tiếp trên điện thoại này thì nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành máy in của mình á, thì mình nhận ra một điều á, là nếu mà chúng ta sử dụng máy in Bluetooth thì nó sẽ tiện lợi cho các anh chị. Tuy nhiên là mình sẽ thấy nó có những nhược điểm như sau. Thứ nhất á, là cái chi phí đầu tư máy nó sẽ cao hơn so với những cái máy in dạng dây USB như thế này. Cái thứ hai nữa là khi mà cái tốc độ in á, mình bấm một lần in ra thì chắc chắn là những cái đơn hàng in trên cái máy mà in Bluetooth thì nó sẽ chậm hơn, tại vì nó phải cần thời gian xử lý. Còn đối với những máy in USB này thì nó in tốc độ in rất là nhanh. Cái trường hợp thứ ba nữa là nếu mà chúng ta sử dụng cái máy in qua Bluetooth á, thì trong quá trình sử dụng thì cái người sử dụng biết một chút xíu về cái kiến thức về IT á, thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Tại vì cái cài đặt mình thấy nó rất là khó, đặc biệt là nó sẽ có những một số máy nó bị kén. Có một khách hàng mình là anh đó sử dụng cái điện thoại Apple á, thì mình thấy cái thao tác khi mà kết nối so với những cái máy khác thì mình thấy là nó cần nhiều thao tác hơn và nó khó hơn so với những cái máy in USB nhà hẹp bạn nha. Sài Gòn Tech nên chia sẻ những kiến thức miễn phí.